Thưa quý vị và các bạn, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính và phát huy hiệu quả mô hình chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, dịch vụ công trực tuyến đã góp phần nâng cao hiệu quả, tạo sự tiện lợi trong giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Hiện tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo các địa phương, sở ngành trên địa bàn đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hơn nữa các dịch vụ công trực tuyến. Năm 2016, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được tỉnh Quảng Ninh triển khai thí điểm ở 3 huyện, đó là Quảng Yên, thành phố Cẩm Phả và thành phố Hạ Long, cùng 14 sở ban ngành. Đến cuối năm 2016, Quảng Ninh đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đến tất cả các sở ban ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, từ thực tế triển khai đã cho thấy được hiệu quả từ dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3. Dịch vụ đã mang lại cho người dân và doanh nghiệp nhiều lợi ích. Từ kết quả trên, Quảng Ninh tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đến nay, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã cung cấp cho người dân, doanh nghiệp tại tất cả các trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng là bước phát triển mới được nhân dân đồng tình. Huyện Ba Chẽ với đặc thù của vùng chậm phát triển, địa phương cũng đã có cách làm sáng tạo để tạo thuận lợi cho người dân có nhu cầu làm thủ tục hành chính, nhất là về lĩnh vực đất đai, hồ sơ phức tạp giao đất, giao rừng. Thời gian qua, Trung tâm Hành chính công huyện Ba Chẽ đã tập huấn cho cán bộ tiếp nhận quy trình giải quyết thủ tục hành chính hiện đại cấp xã, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến. Theo đó, người dân không cần đến Trung tâm Hành chính công để đăng ký, nộp hồ sơ mà có thể đến bộ phận một cửa cấp xã để được hướng dẫn, nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng. Với cách làm như vậy đã tạo thuận lợi cho người dân trên địa bàn. Anh Đàm Văn Tiến, thôn Pha Lán, xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh, làm hồ sơ chuyển nhượng đất. Nếu như trước đây anh phải xuống Trung tâm Hành chính công huyện Ba Chẽ vài lượt, phải đi nhiều km để làm hồ sơ. Nếu hồ sơ thiếu cần bổ sung thì đi lại còn vất vả hơn. Được cán bộ xã hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến cấp độ 3-4 rất thuận tiện, chúng tôi cảm thấy rất hài lòng. Xã Thanh Lâm là xã vùng cao của huyện Ba Chẽ. Từ trung tâm xã đến trung tâm huyện, người dân phải đi mất 20 km. Nhiều hồ sơ thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã như đất đai, điện, nước. Người dân vẫn phải đi xuống Trung tâm Hành chính công huyện làm thủ tục. Việc ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3-4. Vì vậy, lãnh đạo xã Thanh Lâm đã cử cán bộ có trình độ để đi đào tạo thành thạo về ứng dụng công nghệ thông tin, về hướng dẫn cho bà con và tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến. Để triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3-4 cho người dân, đặc biệt là trên lĩnh vực đất đai, thì đối với địa phương thì cũng đã chỉ đạo tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa hiện đại cấp xã. Trong quá trình triển khai thì chúng tôi phối hợp với đoàn thanh niên cũng đã tư vấn, giúp đỡ, hướng dẫn người dân thực hiện các cái thủ tục. Và khi người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa thì cán bộ công chức địa chính sẽ hướng dẫn một lần đầy đủ thủ tục hồ sơ để người dân đem đến bộ phận một cửa để cho công chức địa chính hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ mức độ 3-4 và thực hiện cơ chế liên thông hai cấp với Ủy ban nhân huyện. Với sự vào cuộc từ cấp huyện Ba Chẽ đến cấp xã, việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 cũng đã góp phần giải quyết số hồ sơ phát sinh trong năm 2021. Báo cáo của huyện Ba Chẽ cho thấy kết quả giải quyết qua dịch vụ công mức độ 3-4 tại cấp huyện là 9.691, đạt 51,4%, tăng so với cùng kỳ năm 2020 là 29,1%. Tại bộ phận một cửa cấp xã, hồ sơ được giải quyết qua trực tuyến là 1.905 hồ sơ, đạt 19,1% so với cùng kỳ, tăng 14,6%. Tuy nhiên, do đặc thù của huyện Ba Chẽ nên số lượng hồ sơ trực tuyến tại một số bộ phận một cửa hiện đại cấp xã còn đạt tỷ lệ thấp,
như thị trấn Ba Chẽ đạt 0,47%, xã Đồn Đạc đạt 5,09%, xã Nam Sơn đạt 3,46%, xã Thanh Sơn đạt 12,05%. Từ thực tế trên, công tác chuẩn bị điều kiện về mọi mặt của Ba Chẽ như trang bị hệ thống hạ tầng mạng Internet, đào tạo cán bộ và người dân về kỹ năng sử dụng dịch vụ hành chính cấp độ 3-4 cần tiếp tục được huyện đẩy mạnh hơn để người dân và tổ chức cá nhân có thể tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hành chính công hiện đại một cách hiệu quả. Trong thời gian tới mà để nâng cao cái tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức 4, tôi phối hợp với lại phòng giáo dục đưa cái dịch vụ công trực tuyến vào trong nhà trường, đặc biệt là cái khối mà cán bộ giáo viên và học sinh của khối trung học cơ sở cũng như là trung học phổ thông. Cái đối tượng này sẽ là cái hạt nhân nòng cốt để có thể là tuyên truyền đến người thân trong gia đình để thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đối với địa bàn chúng tôi ấy, thì cái việc mà công nghệ thông tin ấy, thì nó còn cũng có rất nhiều khó khăn vì địa bàn khó khăn. Cũng đề xuất với lại cơ quan cũng như là tỉnh, huyện quan tâm để tăng cường thêm cái việc là tăng cường đầu tư và cái hệ thống cơ sở tầng để phục vụ cho người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Cùng với đẩy mạnh dịch vụ công mức độ 3-4 của tỉnh Quảng Ninh, hiện các địa phương và các sở ban ngành đang đẩy mạnh tuyên truyền dịch vụ công quốc gia. Đối với tỉnh Quảng Ninh, người dân hiện nay đã quen việc nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công của tỉnh và không cần phải tạo tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia. Nhưng các thủ tục khi đưa lên cổng dịch vụ công quốc gia có điểm ưu việt khác, đó là mọi thủ tục đều được giám sát của bộ ngành trung ương. Vậy nên khi các đơn vị của địa phương giải quyết chậm trễ các thủ tục hành chính sẽ có phản hồi ngay. Việc này giúp tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, tăng trách nhiệm giải trình và năng lực phản ứng chính sách, thúc đẩy quá trình cải cách hành chính. Chị Nguyễn Thu Hường, nhân viên marketing siêu thị điện máy HC chi nhánh Quảng Ninh, thường xuyên phải làm thủ tục khuyến mại tại Sở Công Thương tỉnh. Từ khi Bộ Công Thương đưa thủ tục thông báo khuyến mại lên cổng dịch vụ công quốc gia, chị Hường thấy thật sự tiện lợi khi cổng dịch vụ công quốc gia mang lại. Chị Hường chỉ cần làm thủ tục đăng ký khuyến mại tại tỉnh Quảng Ninh, nhưng có thể gửi được cho tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Từ khi có cái cổng dịch vụ công quốc gia thì đã tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc đăng ký các hoạt động khuyến mại. Thứ nhất là đối với doanh nghiệp thì không nhất thiết phải ở tại tỉnh nhà, mà khi chúng tôi đang ở một địa phương khác, một tỉnh khác thì vẫn có thể nộp các cái thông báo khuyến mại. Cái thứ hai là khi chúng tôi có mặt tại tỉnh nhà thì chúng tôi cũng vẫn có thể đăng ký nộp hồ sơ các cái thông báo khuyến mại cho tất cả các tỉnh khác trên địa bàn cả nước. Đấy chính là những cái mà tính thiết thực và ưu điểm lớn nhất của cái dịch vụ công quốc gia. Bên cạnh những thuận lợi từ cổng dịch vụ công quốc gia mang lại thì vẫn còn những khó khăn nhất định, như hiện các quy trình và biểu mẫu thủ tục hành chính chưa hoàn thiện, phải chỉnh sửa nhiều trong quá trình kết nối nên mất nhiều thời gian thực hiện. Bên cạnh đó, nhiều người dân vẫn chưa tìm hiểu, chưa quan tâm thực hiện dịch vụ công quốc gia mang lại. Để người dân tiếp cận với các dịch vụ công trực tuyến, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai cho lực lượng đoàn viên thanh niên các cấp tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân về cách thức lập tài khoản và tác nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 của tỉnh và dịch vụ công quốc gia mà tỉnh đang triển khai. Đây là buổi hướng dẫn cho người dân trong việc nộp thủ tục hành chính qua dịch vụ công lưu động tại nhà của nhóm công tác do anh Đào Anh Trung, bí thư đoàn phường Quang Trung thực hiện. Mỗi tháng, anh Trung và các đoàn viên thanh niên phường Quang Trung, thành phố Uông Bí sẽ dành ra 10 buổi phối hợp với các tổ dân khu phố để đến nhà người dân, người già yếu và các bạn sinh viên hướng dẫn về tạo tài khoản và cách nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 và cổng dịch vụ công quốc gia. Quyết tâm của nhóm công tác là phải hướng dẫn cụ thể, cầm tay chỉ việc để người dân thực hiện được. Trong khi dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp thì đoàn thanh niên phường Quang Trung phát huy vai trò xung kích, tránh tiếp xúc đông người tại ủy ban nhân phường thì đoàn đã xuống nhà các hộ dân hướng dẫn các hộ dân thực hiện dịch vụ công mức độ 3-4
và hướng dẫn các thủ tục hành chính. Thì sau khi xuống các hộ dân thì hướng dẫn các hộ dân thiết lập tài khoản và thiết lập hồ sơ gửi về ủy ban phường để giải quyết theo quy định. Với sự tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn của các sở ban ngành, đoàn thể, địa phương tới người dân về lợi ích từ dịch vụ công trực tuyến được Quảng Ninh đẩy mạnh, coi đó là nhiệm vụ cấp thiết. Do đó, lượng hồ sơ trực tuyến của cả tỉnh có chỉ số tăng cao so với trước đây. Tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 12 năm 2021, cả tỉnh đã tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 gần 206.640 hồ sơ, đạt tỷ lệ 43,8%. Số hồ sơ qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia trên 6.000 hồ sơ. Tuy các dịch vụ đã thể hiện sự hiệu quả mang lại trong giải quyết thủ tục hành chính, nhưng nhiều địa phương vùng cao, huyện đảo, lượng thủ tục hành chính giải quyết ở dịch vụ công trực tuyến tỷ lệ vẫn còn thấp. Có những địa phương chưa đủ chỉ tiêu so với kế hoạch mà tỉnh đề ra. Nguyên nhân chính khiến dịch vụ công trực tuyến chưa thực sự phát huy hết hiệu quả theo một số địa phương, đơn vị là do có quá ít công dân điện tử. Nhiều người dân cũng không có máy vi tính có kết nối Internet trong nhà. Khi không có máy móc, thiết bị và kiến thức, kỹ năng thì rất khó nói đến chuyện dùng dịch vụ công trực tuyến. Người dân ở đây vẫn duy trì thói quen đến trực tiếp cơ quan hành chính nhà nước. Ở đó, cán bộ xã vẫn là khâu làm thay để giải quyết công việc. Nên việc ứng dụng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, dịch vụ công quốc gia. Để tháo gỡ tình trạng trên, trong thời gian tới, Quảng Ninh sẽ tiếp tục chú trọng tới việc nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, đồng thời cử cán bộ về các địa phương để hướng dẫn, hỗ trợ giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện. Song song với việc tiếp tục xây dựng hạ tầng, tỉnh cũng cần phát triển các cơ sở dữ liệu trọng điểm trong các cơ quan nhà nước như cơ sở dữ liệu về đất đai, công chứng, thủ tục hành chính. Mỗi người dân đặt trong bối cảnh tỉnh Quảng Ninh đang phát triển theo hướng hiện đại hóa, phù hợp xu thế thì cần thay đổi nhận thức, xây dựng tâm thế và cuộc mạnh mẽ hơn. Làm sao đó phải cập nhật, hiểu biết và từng bước sử dụng thành thạo các ứng dụng, phát huy hiệu quả hơn nữa từ những lợi ích mà dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 của tỉnh Quảng Ninh và Cổng Dịch vụ Công Quốc gia mang lại. Quyết tâm của Quảng Ninh và lộ trình thực hiện cải cách hành chính đã mang lại những thành tựu rất lớn, tạo cho tỉnh bước phát triển đột phá những năm qua. Vì vậy, việc đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính là yêu cầu cấp thiết trong thời gian tới. Điều này đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần tiếp tục nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục đưa Quảng Ninh là địa bàn có sức hút mạnh mẽ đầu tư, qua đó đã tạo nền tảng để Quảng Ninh tiếp tục đạt được những bước phát triển nhanh, bền vững về kinh tế xã hội.